Xin chào các bác. Các bác ơi, một bộ cấu hình thật sự các bác là rất ít khi em có được một cái bộ cấu hình kiểu như vậy các bác. Thì trước khi giới thiệu bộ cấu hình này thì em cũng xin gửi lời cảm ơn toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cũng như là theo dõi kênh và thường xuyên có những lời động viên và những bình luận rất hay trên kênh của em. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn các bác. Rất nhiều bác trong thời gian vừa qua đã nghĩa là em quay gần đây cho anh. Rất nhiều bác trong thời gian vừa qua em quay vào loa cho anh ấy. Rất nhiều bác trong thời gian vừa qua là muốn em nhập những cái bộ cấu hình kiểu như vậy về. Thì thật sự các bác có thể nhìn thấy đây. Các bác chỉ cần nhìn sơ thôi, các bác biết là đây là một cặp loa gì rồi. Đó chính là cặp loa S90D Radio Technica. Đó các bác, cặp loa này thì thật sự các bác là nó đẹp một cách gọi là, phải dùng từ gì các bác nhỉ? Nghĩa là nó đẹp một cách mà em cũng không thể biết được bây giờ dùng cái từ gì để lột tả cái đẹp của nó các bác. Thì cặp S90D này là thật sự các bác là nếu mà để nghe nhạc vô lầy các bác, đánh với những dòng Tuner i9 này, i7 này, 77 hay là mã này các bác, thì thật sự các bác là không có một dòng loa nào có thể qua được cái chất tiếng bass của nó các bác. Các bác nghe tiếp. Camera đi các bác. Một đoạn như vậy thôi các bác ơi. Thực tế thì thỉnh thoảng muốn lên hình với những cái sản phẩm nó đặc biệt như vậy thì em cũng muốn lên hình cùng sản phẩm một chút để cho nó có một chút gì đó gọi là kỷ niệm đi các bác. Thực tế thì những cái cặp loa S90D này mà để kiếm em bóc, bắt đầu em bóc cho anh. Các bác lưu ý là đây là hàng bọn em chưa khui. Em mới chỉ cái bóc đây các bác. Đây là để kỹ thuật em bóc các bác nhá. Quay các bác xem này ạ. Đây là một cái công hàng đi bằng đường bay các bác nhé. Đi bằng đường bay. Đó, đường bay. Thì hiện tại ở đây là một cái tất cả những cái kiện đây các bác. Đây là về một cái công hàng của nó là về được hơn 60 thùng xốp này. Đó. Trong đó thùng xốp này có cả những cặp loa Nga, những cặp loa châu Âu và những cặp loa Nhật Bản và những chiếc âm Nhật Bản nữa các bác. Những cái thùng xốp hàng bay này các bác. Thì quay trở lại đây, bọn em bóc ra một cặp loa Nga ngố các bác ơi. Nó đẹp. Đây các bác, em chưa lau chùi một tí nào. Và có lưu giúp em là chỉ cái màu thùng này các bác nhá. Đúng cái màu thùng gỗ sồi này. Đúng cái màu này luôn, không thể sai vào đâu được. Nó mới là loa Nga. Các bác để ý kỹ, bây giờ trên thị trường loa Nga này nó giá trị nó cao. Hay dùng từ khác là cái giá trị sưu tầm nó cao. Nên là cũng rất nhiều nơi người ta sử dụng những cái thùng gỗ kiểu này các bác. Thứ nhất là thế này này, thứ hai là kiểu này này, thứ ba là kiểu này. Người ta lạng lên, người ta làm lại cái con thùng của cái cặp loa đó. Thực tế thì những ai chơi, gọi là những ai mà chơi lâu năm thì người ta sẽ nhìn ra ngay. Nhưng thường phần lớn là khách hàng bị đánh lừa các bác ạ. Đây là em chia sẻ thật. Còn ai ném đá em, ai mà làm thợ chửi em cũng được. Em bảo vệ người tiêu dùng của em. Đó, còn đâu ai ghét em cũng được không sao cả. Nhưng em nói luôn là em bán hàng là em vạch áo cho người xem lưng luôn. Trước khi em quay cặp loa S90D này thì em cũng nói luôn các bác là cặp loa này với tình trạng eBay về nó đẹp một cách gọi là từng cm hay dùng từ là từng mm các bác nhá. Các bác nhìn thấy hôm trước em bị đứt tay vì cái âm ly, các bác đứt tay vì cái âm ly luôn. Đó các bác. Thì hôm nay nó lành rồi các bác, đứt bứng đầy máu luôn. Những cái âm ly nó sắc cạnh các bác. Thì đây gọi là con hàng đẹp đứt tay các bác, vuốt này có khi đứt tay các bác, rất là mới luôn. Em còn phải lót cái này các bác. Đó, bởi vì là em sợ là nó bị xước cái phần thùng của nó. Bởi vì nó đẹp lắm các bác. Cặp loa Nga này em khẳng định các bác luôn, trên thị trường mà có kiếm một cặp loa Nga S90D em nhấc giúp anh cái, mà nó đẹp như thế này các bác nhá,
Em khẳng định các bác luôn là nó lúc nào cũng phải có cái giá 3, 2, nhà nào bán rẻ nhất là 30, à là 26 triệu hoặc là 32 triệu. Thậm chí có những người bán lên đến 34 triệu. Thật sự là điên rồ các bác ạ. Em nói luôn là cực kỳ điên rồ. Một cái giá cực kỳ điên rồ. Thực tế là điên rồ ở đây là gì? Là cái giá cái cặp loa này nó rất là điên rồ. Nó giống 7825 mã. Nhưng mà nó đi phải nói lại, cặp loa này rất hay các bác. Nó đánh rất hay. Nhưng mà với giá 30 mấy triệu thì các bác đừng mua. Em nói luôn. Thì nhà em chỉ về hàng thỉnh thoảng về một cặp thôi, cũng không có nhiều. Thì các bác biết rồi đấy, ngày cách đây khoảng độ 3-4 tháng trước em cũng có về một, về hai cặp em bán giá chỉ có 12 với 12 triệu mấy thôi. Nhưng mà hai cặp đó, nó để mà so cặp này thì các bác tưởng tượng là cặp này thì không có gì, các bác đập hộp mua mới luôn. Đó thì những cặp đó thì nó là chất hàng bãi rồi. Những cặp này nó là hàng bãi nhưng mà không hiểu tại sao nó mới, các bác em đấu bên kia. Nhưng mà giá về nó hơi cao một chút các bác nhá. Nó chỉ cao hơn vài triệu thôi, nhưng mà các bác yên tâm, các bác chơi cái cặp loa này thật sự các bác chơi chán, các bác lưu ý giúp em là những cái cạnh này, các bác nhìn cho em là những cái cạnh này ạ. Các bác lưu ý là cạnh này nhá, là không sơn lại, không, đây là cái hàng thùng nguyên bản ở bên nước ngoài về các bác, nguyên thằng ngang ngố nó về, các bác nhìn thấy ạ. Và cả những cái tem này các bác lưu ý giúp em, cả những cái con ốc luôn, những cái bụi lông này các bác còn nguyên này các bác nhá. Cặp loa Nga này, S90D này, Technica. Radio Technica này, đèn đóm thứ là nó hoạt động hoàn hảo các bác nhá, nó đẹp như mới luôn, kể cả từng cái gông này các bác. Chưa bánh lại, các bác nhìn bụi lông, các bác nhìn kỹ bụi lông chưa ạ? Đó, cái lưới này các bác nhá, con chung này, con bát này, đó các bác. Phần lớn các bác mua hay bị là người ta sơn con bát này màu đen lắm các bác, giúp em nhá, đây là bát zin của nó. Thật sự loa này em thì không phải bàn về độ zin được các bác. Em chỉ nói luôn là cái cặp này nó quá đẹp đi. Nó đẹp đến cỡ là từng con ốc và từng milimét một, các bác nhìn đấy, cái này đấy ạ. Các bác lưu giúp em nhé, không sơn lại, không đánh lại, các bác nhìn kỹ cái màu trầm theo thời gian. Và cái gỗ sồi này không thể đặc trưng, không thể tránh khỏi những người thợ nhìn được thôi các bác nhá. Đó các bác, những người thợ sẽ hiểu em nói cái gì. Đó, những bác chơi loa Nga rồi các bác sẽ hiểu. Mà để kiếm một cặp loa thùng như này thì các bác sẽ mua giá trên thị trường nó khoảng 28 đến 32 triệu các bác. Nhưng em nói luôn, cặp loa này nhà em các bác nhu cầu lấy 18 triệu 500 duy nhất một cặp này thôi. Em để các bác giá, các bác chơi đến 5 năm sau các bác bán không lỗ. Thậm chí cái giá này các bác chơi hàng xóm mà biết, còn hàng xóm còn muốn mua lại với cái giá cao hơn, khẳng định các bác luôn. Nhưng bác nào nhanh tay sẽ sở hữu được cặp loa S90D này. Các bác nhanh tay, em sẽ để giá ngay đầu tiêu đề 18 triệu 500. Em chỉ có duy nhất một cặp Technica S90D. Nó là thùng gỗ zin các bác nhá. Tất cả góc cạnh các bác nhìn thùng vách chung ngửa cho anh cái cặp loa này. Đây là một cặp loa Nga. Nó đẹp. Em chắc chắn là khi tháo cái ruột ra nó còn đẹp hơn các bác nhá. Đó. Bởi vì sao? Những cặp mà được thằng Nga ngố nó sử dụng nó kỹ này, các bác tìm cái mạch, các bác nhìn kỹ đấy ạ. Các bác nhìn kỹ cho em nhé, từng cái mạch gỗ sồi của nó còn nguyên các bác nhé. Đó, thùng này các bác không một vết sơn lại, các bác lưu giúp em. Đây là thằng Nga nó còn không sơn lại các bác nhé, chứ đừng nói là sơn lại ở Việt Nam. Em không nói là những cái cặp loa mà người ta làm lại thùng không nói, các bác. Đây là cặp thùng zin. Với cặp thùng zin như này thì trên thị trường không có giá dưới 32 triệu, em nhấn mạnh các bác luôn, như vậy luôn. Thì các bác, đó, chữ Nga ngố các bác, đó, Nga ngố các bác nhé. Bên này đây. Nó đẹp lắm các bác ạ. Em không biết dùng từ gì để dùng. Đây, dưới chân các bác nhìn, dưới chân của nó đây. Các bác nhìn kỹ những cái chân góc này các bác. Đó các bác, chân góc các bác nhìn. Chân góc nó còn đẹp như này thì thật sự các bác thì không còn gì để nói nữa các bác ơi. Thấy cặp loa Nga S90D này 18 triệu 500 nghìn đồng. Và các bác nhìn thấy, đây là những con Pioneer Y9 nguồn vàng, sò xanh đen các bác nhá. Em đang chiếc ở trên thì em không đấu, chiếc ở dưới em đấu. Em đấu vào chiếc ở dưới các bác. Đây là những con âm ly Pioneer đánh loa Nga S90D, gọi là đỉnh của chóp các bác nhá. Không còn một cái dòng âm ly nào nó đánh loa Nga S90D nó lại đỉnh như vậy các bác. Ngoài ra các bác có thể chơi, nhớ cho em một con Technic 7725 mã đây em. Đó, đây em. Đó, ở dưới cái đấy ấy. Một con các bác có thể chơi 7725 mã này, hoặc là chơi những cái dòng Onkyo chữ ký. Đó, 77-100 hoặc -120 các bác. Thì con Y9 này nó là đỉnh cao các bác. Thì Y9 này là 7.600.000 đồng một con, các bác có hai con đẹp, gọi là đẹp. Đẹp không còn vết luôn các bác ạ, đẹp cực kỳ đẹp luôn, các bác lưu giúp em. Và với những cái cặp mà đây các bác có thể chơi sang cái con 7.725 mã này đây, cũng đẹp không tì vết đây. Giá bình thường nó là 5.600.000 đấy các bác, giá 5.200.000 đồng thôi. Em nhấc ngửa lưng cho các bác xem nữa. Lưng dưới này rất mới các bác nhá, nhẹ nhàng với em, rất mới các bác nhá.
Những con này thì các bác chơi lo ngại 90D thì rất là hợp các bác ạ. Và con này là có đèn vu. Nó tương tự 7800 2 la mã nhưng nó sẽ lực hơn 7800 2 la mã các bác nhé, những con này. Đó thì cặp S90D này là một cặp em sẽ làm quay không biết là bao giờ có một cặp này nữa, nhưng mà làm kỷ niệm các bác, quay lên hình với nó làm kỷ niệm. Dã man luôn tiếng bass các bác ạ. Đẹp đến từng cái lúm vi tinh chỉnh các bác. Các bác để ý cái bát này sao còn nguyên bụi lông các bác. Mà đánh cái con này đánh với Y9 các bác nhá, với những dòng hoặc là những dòng 7700 này, hay là mã này, hay một số dòng Ami nữa, nó oánh cái tiếng bát của nó các bác nhá. Nhất là đánh với Y9 này, cái tiếng bát của nó đánh sâu, mềm và lực. Mà em nói thật sự các bác, nếu được nghe nhạc Bolay này, nghe cái nhạc Modern Talking này và nhạc Bolay này, em khẳng định các bác luôn, sẽ khó có dòng loa nào trên thị trường kể cả phân khúc giá tầm 30 triệu luôn lại được tiếng bass của nó các bác. Cái tiếng bass nó cực kỳ hợp với những dòng nhạc Bolay các bác, và tiếng tép, tiếng trùng nó rất hợp. Bass đánh dã man con Nga luôn. Đẹp đứt tay các bác nhá, đúng từ đứt tay luôn các bác. Nói chung là nó quá đẹp và quá hay các bác ạ. Nếu mà để mà chơi này thì thật sự tại sao loa S90D nó vẫn đi vào huyền thoại các bác. Phải công nhận là một cặp loa S90D, cặp này nó khi mà chơi, khi mà mở nó lên các bác nhá, không những là cái nhạc của nó làm cho mình hưng phấn, phấn khích, nhưng mà nó lại làm cho mình có cảm giác gì đó như thể là em ấy, thì cái độ tuổi của em chưa chắc đã là hiểu sâu xa được hết cái ý nghĩa của những cái cặp loa này. Nhưng mà thật sự khi mà để cái cặp loa này trong cái căn phòng ấy, nó có tạo ra một cái giá trị gì đó, nó rất là huyền bí, và nó cảm giác như là những người sống hoài niệm các bác. Đó, những cặp loa này nó sẽ là những cái sản phẩm mà không phải lúc nào các bác cũng có thể săn đón trên thị trường mà gặp được những cặp nó đẹp như vậy các bác. Đấy, và những chú, những bác mà lớn tuổi có nhu cầu mua một cặp loa ngay S90D nó đỉnh như này các bác nhá, phải gọi là hiếm gặp đấy các bác. Giá tầm 30 triệu, 32 triệu thì sẽ có khả năng là các bác dễ mua với những cặp như này. Nhưng mà để mà giá 18 triệu rưỡi như nhà em thì phải gọi là các bác có duyên thì các bác sẽ mua cặp này. Em nói luôn như vậy, em biết là em đang bán cái gì, và em biết là sản phẩm của em nó chất đến cỡ nào, và em biết là cái giá này nó ở mức độ nào so với thị trường. Nên các bác yên tâm, về đến với em thì những sản phẩm chất lượng như vậy thì các bác luôn luôn nhận được cái giá trị. Khẳng định các bác luôn là xứng đáng đồng tiền, hoặc có thể là hơn đó các bác. Đối với nhiều bác thực dụng thì chỉ cần là cái sản phẩm nó xứng đáng với đồng tiền bỏ ra là các bác đã thấy quý em rồi. Nhưng em nói thật sự các bác là với thời điểm hiện tại trên thị trường, những cặp mà nó như này, đôi khi những người thợ, người ta buôn loa Nga, người ta chuyên buôn loa Nga, người ta nhập không nổi giá 18 rưỡi các bác nhá, cứu giúp em. Và em nhấn mạnh các bác là cả hàng trăm đôi loa của nhà em về có một cặp loa Nga này, em để các bác giá 18 triệu rưỡi, giá cực kỳ tình thương mến thương. Thậm chí các bác có những người ở bên Nga đặt mua về đến Việt Nam chưa chắc đã có giá tốt như vậy các bác nhá. Đó, và chưa chắc đã kiếm được cặp đẹp như vậy đâu. Đây là một cặp sưu tầm. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu lấy cặp loa S90D, duy nhất một cặp đẹp, xuất sắc, đẹp đứt tay các bác nhá. Các bác vuốt em bao các bác đứt tay luôn, các bác vuốt những cái cạnh này các bác, bao các bác vuốt mạnh là đứt tay, các bác khẳng định như vậy. Và thùng gỗ sồi nguyên của nó các bác nhá,
không phải là cái loại thùng gọi là lạng lại như ở Việt Nam đâu. Các bác lưu giữ em, các bác để ý, rất nhiều kênh bán thùng màu nhìn ối rồi ôi các bác ạ. Em nói luôn như vậy luôn, em nhìn thấy em chán luôn. Thực sự loa Nga này nếu mà để em mà một, gọi là một thằng gọi là buôn để mà quan trọng về cái lợi nhuận ấy, thì em nhập một phát cả trăm đôi này cũng có luôn. Nhưng mà nó không đúng vào cái tầm mắt ngắm của em. Thứ nhất là về giá, thứ hai là cái chất của cái loa nó không còn chất nguyên của nó nữa, nó bị làm lại thì em sẽ không mua các bác nhá. Đó, còn cái hàng chất như này thì các bác mua 18,5 triệu không mặc cả đó các bác, và vẫn còn nhanh tay thì mua được. Nói luôn cái giá này trên thị trường không có nhà ai có đâu mà đẹp như này các bác nhá. Cũng có thể có giá 18,5 triệu trên thị trường, thậm chí 12,5 triệu. Ngày trước nhà em có bán một cặp, nhưng khẳng định để mà đẹp như này các bác nhá, đó, ruột thì chắc chắn là đẹp như mới rồi, nhưng mà để mà thùng được đẹp này thì nó gọi là khó của khó các bác, khó hơn của khó các bác nhá. Đó, không nói nhiều nữa các bác ạ. Rồi đây là một cặp loa đỉnh của đỉnh rồi. Các bác có nhu cầu lấy cặp loa này thì các bác có thể nhắn tin qua hai số trên, hoặc là Xiaomi Pioneer AI9. Em có hai chiếc đẹp cũng như mới luôn. Đó các bác, dòng nguồn vàng, sò xanh đen. Dòng này thì giá nó cao hơn những dòng nguồn đen, nhưng em để các bác giá rẻ như những dòng nguồn đen luôn các bác nhá. Nguồn vàng thì cái biến thế to hơn một chút các bác. Thì về cơ bản thì một con S90D có đánh với i7 này, i9 này rất là ngon, đỉnh của đỉnh rồi. Nhưng mà các bác có thể phụ sang các bác chơi i7 được các bác nhá. Chơi con i7 này đây các bác chỉ có 3,2 triệu thôi. Đó thì nó cũng chơi ngon rồi các bác nhá. Rồi bây giờ một lần nữa xin cảm ơn các bác và hẹn các bác trong những video sau. Nó nghe quá hay các bác ạ, nghe nhạc bù lầy này.